Em xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nha. Đấy, hôm nay thì em gọi là lên sóng cho các bác một cái cặp vỏ thùng của nó là cực kỳ chất lượng luôn nha. Đấy, hàng phải nói là siêu VIP luôn. Cặp này thì đến từ thương hiệu của Dayton các bác nhá. Đấy, cặp này Dayton có mã là 37B. Đấy, em nhớ đợt trước là như phải có đến chục bác ấy. Đấy, có gọi đến thì bảo lúc nào mà về được cái cặp vỏ đại thì quay lên hay là gọi luôn cho anh, gửi luôn cho anh nhé. Đấy, còn có bác bảo là cọc tiền cơ nhưng mà em không dám nhận, vì là nói thật các bác là cái hàng này thì nó khó lắm. Ví dụ như con loa mini cái thứ thì ok, các bác bảo là đặt cho anh phát này ok thì em có con như con thì em đặt được. Đấy, chứ còn những cặp vỏ nó chất lượng như thế này thì khó lắm, không không hẹn trước được. Đấy, thế nên là em chả dám nhận tiền của ai cả, kể các bác có rúi tiền vào tay em chịu. Đấy, còn lúc nào mà có như này về thì hàng về như này thì em quay luôn. Đấy, hàng thì cũng về rất là còn đang gọi là nóng hổi hổi luôn nhá. Đấy, vừa thổi vừa ăn luôn. Đấy, thì bác nào nhanh tay thì được nhá. Vâng. Đấy, đây vỏ phải nói là rất là ngon luôn các bác này. Đấy, em thật các bác bây giờ mà những cặp vỏ như này nhá, các bác bây giờ cứ thử đi gióng thử đi, các bác thử thợ em thử hỏi đây nhá, các bác thử mang thợ hỏi gióng thử một cặp loa này xem, cặp vỏ này xem, gọi là đâu đấy nhẹ nhẹ nhàng nhàng gọi là hàng anh em đấy, làm mộc đấy thì cũng phải tầm khoảng 2,5 triệu một cái cặp vỏ nhà này mà chưa chắc đã được đóng chuẩn như thế này nhá. Đây là vỏ của hãng, thế nên là họ đóng rất là chuẩn từ kích thước cho tới cái phần mà tính cái độ âm sắc dao động trong vỏ thùng là người ta đã tính toán rất là chuẩn rồi. Đấy, cái đấy thì mình nhiều khi là mình cũng có thể tính toán được nhưng mà nó không được đạt chuẩn như người ta. Đấy, cái chất liệu gỗ người ta làm như nào để người ta tính làm sao mà cái âm thanh dao động nó không bị ảnh hưởng, hay là nó sẽ giúp cho cái chất âm nó sẽ hay hơn, nó tách bạch hơn. Đấy, thì chỉ có hãng người ta mới làm được cái đấy, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ các bác mà đi làm một cặp như này nhá, mà hoàn chỉnh như này mà chưa chắc chất âm mới được như cặp vỏ như này. Đấy, mà giá đâu đấy nó khoảng 2,7-2,8 triệu một cặp. Đấy, còn kể cả những cái vỏ như này mà bây giờ các bác đi sửa nhá, em giật bây giờ mang đi sửa thì cũng chết ngay. Đấy, lần trước em nhớ có bác khách bác chia sẻ bạn là đi sửa có loại vỏ mini thôi đã đâu đấy nó khoảng 400-500 rồi, mà những cặp vỏ này nó phải rơi khoảng tiền triệu chứ ít đâu, mà 700-800 đấy cả tiền triệu chứ không ít nhá. Đấy, mà đi sửa những con này. Đấy, thì thay vì như vậy thì em nghĩ là các bác nên chốt luôn con này nhá, không phải sửa ra gì cả, về chỉ việc lắp vào là nghe thôi. Đấy, hay là mình chế thêm tép hay là thêm chung hay là bát nắp như nào vào là nghe thôi. Đấy là cái thứ nhất là các bác lợi về cái phần vỏ, đó là về người ta đã tính sẵn cho các bác là cái chất liệu gỗ rồi âm thanh nhà nó không bị ảnh hưởng này, là hãng người ta làm sẵn cho các bác rồi, các bác chỉ việc lắp vào thôi. Cái thứ hai là các bác lợi là bông biếc là vẫn còn nguyên nhá. Đấy, về các bác mà thử đi mua cái bông thủy tinh thì xem, đây này, các loại bông này các bác thử đi mua đi nhá, mua được không mới là vấn đề. Đấy, cái vấn đề là mua được không đã, tìm ở đâu mua được đã, đấy là một chuyện. Cái thứ hai là bông có được tốt của hãng này không, đấy đấy là một chuyện khác, đúng không ạ? Đấy, thì thay vì như vậy, vỏ sẵn rồi, kích thước rồi, mọi chỉ tiêu gọi là thông số kỹ thuật người ta tính toán sẵn rồi, bông có sẵn rồi, chỉ việc lắp bát, lắp tép, lắp chung là nghe thôi. Đấy, thì vậy thì các bác có phải đắn đo cái gì, đúng không ạ? Alo ngay cho Nguyên Vũ Audio nhá. Đấy, qua cái số là 0966 594 581. Vâng. Đấy thì đây, đấy là hình thức trước đầu tiên. Thế còn trước thứ hai đây. Đấy. Đấy, hàng bãi em thật các bác là về được những cặp như này là quá là tuyệt vời đấy. Đấy. Đây. Quá đẹp luôn. Đây, chất liệu vỏ này. Sướng chưa ạ? Đấy, vân gỗ nha, nhìn gọi là vân nào ra vân đấy luôn. Đấy. Rất là xịn sò. Đấy, con này được cái nhá, rất là hay này. Nhiều con về là em phải nói là rất là buồn, nhưng mà riêng con này về rất là hay này. Đó là con này ốc yếc là về còn nguyên. Đấy. Nhiều bác lần trước là lấy những cặp vỏ lần trước là còn không có ốc cơ. Đấy, là về con có con không. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là con này là đây. Đấy, hàng về là được cái là ốc yếc là nguyên nghiêm chỉnh luôn, nguyên bản. Đấy, những con ốc này. Đấy, giá trị luôn. Lục giác nhá. Bát này là chơi 6 con ốc này. Đấy, 2 4 6 8 con ốc này. Đấy, chung tép là 4 con. Rồi, về kích thước đây em sẽ đo cho các bác này. Cái bát này thì em cứ đo theo cái viền cũ của nó nha, cứ đo theo cái viền cũ, xong đo cả bên trong. Đấy, em sẽ đo là mấy kiểu này, tiện cho các bác lắp đặt này. Thứ nhất là em đo theo viền cũ của nó thì nó rơi vào khoảng là 31 chấm. Đây, các bác cứ nhìn đây luôn này. Đấy, này các bác nhìn thực tế thước nha. Đây. Đấy, các bác cứ nhìn thực tế thước luôn, nó rơi khoảng 31 chấm mấy đấy, 6-7 gì đấy. Đấy. Còn đo cái viền bên trong này, cái lỗ bên trong này. Đấy, thì nó rơi khoảng 30.5. Đấy, thì em cứ đo như vậy để các bác gọi là tính làm sao cho nó phù hợp.
Còn cái đường bên trong của con chung này thì nó rơi vào là 13 này. Đấy, cái đường bên trong này là 13 này. Đấy. Cái đường tâm mốc chéo của nó này, đấy, hay nhiều bác là hay bảo em đo kiểu này này. Nó đưa tâm mốc chéo này thì nó rơi vào là 13.5 này. Đấy. Còn cái tâm mốc vuông này. Tâm mốc vuông nó rơi vào là 10. Đấy thì em cứ đo làm mấy kiểu như vậy nhá cho các bác dễ lắp. Đấy. Tép của nó thì nó rơi vào là 11.5 này. Là cái đường kính vành ngoài này. Còn viền nỗ tử nó rơi vào 8.5. Đấy, thì đấy là cái kích thước của bát của tép chung. Thế còn kích thước của vỏ thì con này vỏ là rộng 37 này. Sâu của nó là 34 này. Cao của em này thì là 68.5 này. Đấy, ok các bác nhá. Thì đấy là phần vỏ. Đấy. Đây, chung trước là bông vẫn nguyên si nhá, nguyên bản này, bông là rồi bông thủy tinh này. Đấy, tép bông này. Bát biếc bông cũng rồi. Phải gọi là bạt ngàn bông nhá, bạt ngàn bông luôn. Đấy, bông từ dưới lên trên luôn, đây. Đấy, quá nhiều bông. Thoải mái mà các bác gọi là chế cháo rồi đấu lối. Đấy. Nguyên cái quả bông thủy tinh này em nhớ là có bác khách lần trước bác chia sẻ ấy, bác bảo đi mua mẫu ít thôi nhá, không được nhiều này đâu. Tức là một con loa thôi mà tần bông của một con loa thôi mà bác mua đâu đấy nó rơi khoảng là 300-400 rồi đấy. Và bông thủy tinh mà đặt mãi người ta mới có đấy. Đấy, chứ không phải là đơn giản cái bông thủy tinh gì đâu. Nhiều bác còn phải lấy ruột gối cho vào, các bác tưởng là đi mua bông thủy tinh thì nó khó lắm. Mới biết chỗ nào mà mua chứ. Đấy, tiện đây thì các bác có luôn nhá, vỏ ngon rồi. Đấy, bông biết có ngon hết rồi. Đấy thì giá của cặp này nhá. Vâng. Cặp này thôi, cái cặp này thì đáng lẽ là của nó sẽ là 1.400.000 đấy, nhưng mà tại vì là về đợt này nhà em là cái cặp này về không biết thì sao, người ta có quên tiền phí như nào em không biết. Đấy, nói chung là tiền phí là không bị mất. Đấy là họ có nhầm như nào, nói chung thì hiện tại là em nhận hàng là không mất tiền phí. Đấy thì thôi em sẽ chuyển tiền phí vào luôn cho các bác nhá. Đấy thôi để các bác cặp này là giá là 1.250.000 nhá. Thế thôi để các bác là 1.250.000 đấy thì tiền phí viết thôi em không tính vậy luôn. Em coi như em bỏ luôn tại vì là em không mất phí thì em lấy phí của các bác làm gì nhá. Đấy thì cái phí từ bên kia về thì thôi em cho các bác không phải thôi em biếu tặng các bác vào trong cái cặp vỏ luôn. Đấy còn những bác nào mà chốt cặp này thì thanh toán cái tiền phí từ đây vào trong chỗ các bác thôi nhá. Đấy còn bình thường ra lẽ ra cặp này của nó sẽ rơi khoảng 1.400.000 đấy các bạn, là nó mới ra được đấy, nhưng mà thôi em để các bác cặp này là 1.250.000 nhá. Đấy ok, đấy thì để em lấy căng em quay cho các bác xem luôn. Vâng, đấy thì em kiếm được cái thùng đây thì cái căng đây thì cái này về, nói chung thì về cái này về các bác gióng lại nhá. Đấy các bác có thể là lẹp gỗ anh nhau đấy thì bằng hình thức nào đấy thì mình có thể là gióng lại cái căng này nhá. Đấy thế này nói chung thì về em thấy nhiều bác thợ là bác ấy gióng, là bác khách bác ấy gióng rất là tốt này. Đấy thì về cái này thì các bác chịu khó ngồi gióng tí vậy. Ok đây thì em để nguyên sẽ gửi cho các bác này. Đấy dạ vâng nhá. Đấy thì cái cặp loa này giá là chỉ có 1.250.000 thôi nhá. Đấy thì bác là chốt thì alo ngay cho em luôn qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Và đấy, những cặp này thì nhà em bán rất là chạy nhá, và gần như là về cặp nào là các bác chốt rất là nhanh. Đấy thì là bác là chốt thì nhớ là phải cọc trước cho em một ít nhá. Đấy tại vì là cái này nhà em là không không nhận cọc mồm. Đấy bởi vì cái hàng này nhà em bán rất là nhanh, bác nào cứ cọc trước là em sẽ nhận trước chứ không không nhận cọc mồm nhá. Vâng em xin chào các bác.